Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Seven Friday. Đây là một chiếc rất là đẹp và độc đáo, một hình ảnh không còn gắn liền với những cỗ máy công nghiệp cũ. Seven Friday đã tạo nên một cái bước nhảy vọt ra ngoài vũ trụ, từ hình ảnh một chiếc phi thuyền Millennium Falcon trong chiến tranh giữa các vì sao cho đến những cái bộ phim về không gian đầy cảm hứng. Seven Friday quyết định tạo nên bước đột phá mới với chiếc M301 này. Đây là một chiếc qua sử dụng độ mới cao, không khác gì hàng new anh em nhé. Hành khách của chúng ta chỉ trên tay có vài lần thôi. Chiếc này thì đang được bán với mức giá retail trong hãng là hơn 30 triệu. Và trong video này, đây mình chỉ giao lưu với anh em mức giá là hơn 10 triệu thôi. Ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ bóc của hãng này. Chúng ta sẽ có một chiếc bóc gỗ khá là xịn sò, và bên trên còn có in hướng dẫn. Và đây thì hãng đã ghi chú chúng ta là phải cài tải cái app về để check thật giả, bởi vì hiện nay những cái bản Seven Friday này bị làm giả rất là nhiều. Và hãng đã gắn cho chúng ta một con chip ở đằng sau đồng hồ, nơi có cái vòng tròn bao quanh này. Thì anh em sẽ quét vào vị trí này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái hộp tre vào bóc. Hộp tre vào bóc này thì thiết kế bằng xốp, nó khá là nhẹ, tuy nhiên nó rất là cứng để tăng khả năng chống sốc cho sản phẩm của chúng ta khi mà anh em mang đi du lịch nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khăn nơi chứa cái mã QR, và anh em sẽ quét cái mã QR này để tải cái app về. Đó chính là app Seven Friday. Và đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái chiếc điện thoại đã cài app Seven Friday. Anh em sử dụng App Store nếu ai dành cho iPhone, còn nếu chúng ta sử dụng Android thì chúng ta sẽ vào CH Play. Thì anh em kích vào thì nó sẽ ra cái scan with phone này, và chúng ta sẽ quét. Chúng ta đặt đồng hồ mặt sau tiếp giáp với cả cái vị trí nhận. Nó anh em thấy nó hiện lên cái tích xanh này, như này nó đã nhận cái sản phẩm của chúng ta. Đó, ở đây sẽ có một cái tích xanh ở góc bên phải màn hình M301 spec ship. Đó là những cái sản phẩm chính hãng thì sẽ lên tích xanh như vậy, còn những cái sản phẩm giả thì sẽ không có tích này. Ok, và quay trở lại với sản phẩm của chúng ta. Đây là một chiếc rất là đẹp. Mình sẽ gác cái điện thoại này sang một bên. Đây là một chiếc với đường kính lên tới 47,6mm dành cho anh em cổ tay to. Nó được thiết kế dạng hình vuông nhưng mà nó được bo tròn bốn góc, tạo cho chúng ta cái vẻ thẩm mỹ rất là tuyệt vời. Toàn bộ khung vỏ chiếc này được thiết kế bằng thép 316L, và nó được sơn PVD, mạ PVD màu đen bóng black ở vị trí phần niềng. Và công nghệ mạ của Seven Friday thì nó cực kỳ bền màu, anh em yên tâm. Đặc biệt để tăng cái bảo vệ cũng như khả năng chống sốc cái va chấn cho đồng hồ thì hãng đã thiết kế chúng ta cái phần viền này. Toàn bộ được ôm, được thiết kế bằng silicone để tạo thêm một cái lớp giảm chấn cho đồng hồ khi mà anh em đeo va chạm. Mặt kính thì chắc chắn sẽ là một mặt kính sapphire rồi. Bên trong mặt số chiếc này thì được thiết kế rất là hay. Nếu anh em mới nhìn thì có thể chúng ta chưa thể xem được giờ đúng không ạ? Tuy nhiên thì hiện tại cái giờ của chúng ta ấy ạ, số 2 ở đây thì đó chính là cái gọi là kim giờ thay cho kim giờ. Còn kim phút của chúng ta thì sẽ là 15:10 đây. Cái lòng bên trong và kim dây của chúng ta hiện tại đang di chuyển tại chính giữa tâm. Mình sẽ soi lên cận cảnh để cho anh em nhìn rõ hơn ạ. Kim dây nằm trong cùng, nó đang xoay nhá. Đó. Và để anh em dễ hình dung hơn thì mình sẽ kéo núm ra và chỉnh giờ cho anh em. Hiện tại thì mình đang không có cái phần chân đế để giữ điện thoại nên sẽ sử dụng một tay nên nó sẽ hơi khó khăn một chút. Ở đây thì mình đã kéo núm ra rồi, và anh em khi mà chúng ta điều chỉnh giờ ạ, chúng ta chỉ vặn núm này. Đó, hiện tại là 2:30 này. Anh em quan sát này, nó sắp lên 3 giờ. Khi mà lên 3 giờ thì anh em quan sát này, 3:00 này, thì cái kim màu đỏ của chúng ta nó sẽ trùng với cả cái vạch màu đỏ, cũng như là số 3 của chúng ta và số 00, nó sẽ thẳng hàng với nhau. Đó, tiếp theo thì mình sẽ đưa về 3:30 này. Anh em quan sát đây là 3:30. Đây là 3:30 nhá. Đó, nó hơi khó xem một chút nếu anh em chưa quen. Đặc biệt là bên trong của chúng ta thì cái nền IO được đánh vân rất là đẹp. Nền IO bên trong của chúng ta đánh vân sần, vân nhám, tạo ra sự khỏe khoắn mà nó được thiết kế của một cái con tàu vũ trụ, một cái phi thuyền trong không gian rất là đẹp. Đây là một cái cảm hứng của Seven Friday. Đó. Núm chính của chúng ta nằm tại góc 3 giờ, và núm này của chúng ta thì sẽ có một cái logo của hãng. Toàn bộ núm của chúng ta cũng thiết kế bằng thép 316L, và nó được mạ PVD đen bóng rất là đẹp.
Đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây da khá là xịn sò và dày dặn. Đây là sợi dây zin của Seven Vibe đây. Đó, chúng ta có thể thấy sợi dây của chúng ta làm rất là chắc chắn và nó được tạo hình đẹp, rất là khỏe khoắn, thể thao. Đi kèm sẽ là bộ khóa xiên của Seven Vibe đây. Đằng sau thì sẽ được chuyện khắc dòng chữ Seven Vibe đây. Toàn bộ khóa cũng thiết kế bằng thép 316L với chuyện là stainless steel ở đây. Và toàn bộ được mạ đen bóng rồi. Phần đáy trước này thì sẽ có đầy đủ thông số của bộ máy cũng như là mã sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Đó, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái cỗ máy Miyota 8200 của Nhật Bản. Cỗ máy được đánh giá cao về độ bền bỉ cũng như khả năng chính xác cũng rất là tốt. Với 21 chân kính, tần số sử dụng là 21.600 VPH và thời lượng chữ code của chúng ta là khoảng 40 giờ. Ở đây chúng ta sẽ có một con chip gắn tại vị trí này anh em nhé. Và phần đáy của chúng ta thì sẽ được cố định bởi 4 con ốc vít nằm tại 4 điểm này. Đó. Ở đây sau máy thì chúng ta sẽ có mã sản phẩm là SFM3-01F292. Đây là mã quốc tế của sản phẩm. Anh em check nó sẽ ra. Đó. Và chiếc Seven Vibe đây, một sản phẩm qua sử dụng nhưng độ mới còn rất là cao và còn đầy đủ. Full box là hộp của hãng đi kèm và cũng như là còn đầy đủ những cái khăn của sản phẩm. Ở chiếc này thì bên mình giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt là 13 triệu. Nếu anh em quan tâm thì có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Còn nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.